Fortuner, Fabrette và Pajero Sport là ba đối thủ trong phân khúc SUV gầm cao. Và trước mặt anh em đây là mẫu Pajero Sport năm sản xuất 2021. Đây là xe máy dầu một cầu số tự động. Hiện nay Vinted đang có giá bán là 910 triệu cho một chiếc xe Pajero Sport. Thì đối với dòng xe này nó có đầy đủ các chức năng về camera 360 độ, cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến góc, nó có đầy đủ hết rồi anh em. Và chúng ta hãy cùng soi chi tiết. Vì đây là chuyên mục xe đã qua sử dụng nên anh em khi tình review tổng thể những chiếc xe để cho anh em thấy được chiếc xe này nó liên lạc đến cỡ nào anh em nhé. Tình không cam kết những chiếc xe của tình là xe chưa sơn hoặc là chưa vặn vá gì đấy. Nhưng tình cam kết với anh em một điều, những chiếc xe tình đưa ra là xe chưa bao giờ đâm đụng, không đâm đụng, không ngập nước và bao tết hạn cho anh em. Đâm đụng nó khác với trầy xước nhẹ anh em nha. Và qua bên đây, phần hông xe. Phần hông xe thì đối với Pajero Sport thì nó là thiết kế một cách thể thao, nghe Sport là thể thao. Bộ mâm cũng là mâm theo xu hướng màu đen và phay. Bên hông xe rất là đẹp và cá tính, thì tất nhiên là độ liền lạc của nó thì anh em đều sẽ thấy được ở đây. Độ liền lạc của chiếc xe Pajero Sport, nội thất rất là đẹp, Pajero Sport thể thao. Xe này được chủ xe trang bị màn hình ZTouch rồi anh em nha, màn hình Android ZTouch nên anh em về không phải trang bị gì hết, cứ thế mà chúng ta đi thôi. Màn hình đó rất là chất ha. Cái đó là dành cho băng ghế phía trước. Còn băng ghế phía sau thì anh em nhìn ở đây, mình soi chi tiết cho anh em. Thì tất nhiên là những cái xe mà không đâm đụng thì sùng nó vẫn nguyên zin rồi. Nhưng mà để đảm bảo cho một cách khách quan á, thì khi anh em mua xe thì khuyến khích anh em trích hãng trước khi xuống tiền, cũng như là có thợ thầy gì của mình á, cứ đem qua bên tình để cùng nhau xem chiếc xe. Khi chúng ta chốt xe thì chúng ta phải cực kỳ thoải mái nha. Đừng có về xong rồi nghe ông này ông kia ông nói là xe ông này ông nghe này nọ, rồi lúc đó là chúng ta lại buồn. Nhưng mà thực chất xe, bản chất xe của tình có như thế nào thì tình sẽ gọi là mô tả đúng anh em như vậy. Xe còn rất là liền lạc nha. Cái này nó có ghi luôn là kết hợp nó vang 8.4 lít, ngoài đô thị 7.3 lít, và trong đô thị nó là 10.7 lít. Đây, vấn đề duy nhất là không đâm đụng, không ngập nước đó. Không đâm đụng anh em nha, không ngập nước. Anh em cứ thoải mái coi xe bên tình thì cứ thoải mái thôi. Mà cũng đúng thôi chứ, anh em mua xe mà đâu có áp lực gì đâu. Xe có lẫy chuyển số trên vô lăng, đề start stop này đầy đủ luôn ha. Đó, anh em sẽ nhìn thấy được ha. Xe là nhập khẩu nguyên chiếc nha anh em. Xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đó, đó là những cái tổng thể cơ bản tình muốn đưa đến anh em về chiếc Pajero Sport. Mình cũng cam kết anh em là không đâm đụng, không ngập nước, sở hữu ngay Pajero Sport năm 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì hãy liên hệ với bên tình qua số điện thoại của tình là 0962 86 3939. Anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Văn Tình Luxury Car bằng nút like, subscribe và rung chuông để ủng hộ cho tình nha. Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Những video tình sẽ đưa anh em đến những chiếc xe đã qua sử dụng nhưng mà chưa đâm đụng hoặc ngập nước. Chào anh em.